Dạ anh cho chị. Mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Mời em trai. Rồi nhà trai cũng đã bước ra rồi và chúng ta chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, năm nay em 31 tuổi. Em đang làm booking villa ở dưới Vũng Tàu. Dạ hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bầu Cạn, Long Thành, Đồng Nai ạ. Rồi em trai, em làm gì giới thiệu cho bên kia nghe đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Trung Thực. Hôm nay em 31 tuổi, em quê ở Nghệ An, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên kinh doanh của viễn thông quân đội Viettel ạ. Huyền hãy chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Dạ ưu điểm của em là em rất là hòa đồng, vui vẻ, dễ hòa nhập với môi trường mới. Dạ còn khuyết điểm của em thì em sống về nội tâm hơi nhiều. Nhưng đúng ra mình là sale thì mình phải mạnh dạn lắm chứ Huyền. Dạ nói chung là công việc thì con mạnh dạn lắm, nhưng còn chuyện gia đình thì con ít khi chia sẻ. Rồi đó, nhà gái như vậy thôi. Rồi mời nhà trai. Dạ em được cái vui vẻ hòa đồng, đã luôn tích cực chịu khó và tìm tòi trong công việc. Có trung thực không? Dạ thì cái tên nó nói lên tất cả rồi. Điểm yếu của em có lẽ là hay e ngại rụt rè trước đám đông, không giống như cái tính cách của mình á. Thật ra là đôi khi mình không quen với đám đông á, mình xuất hiện hoài thì nó cũng quen, từ từ quen thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em từng trải qua 2 mối tình ạ. Dạ mối tình dài nhất là 3 năm. Nói chung hai người cùng thương yêu nhau thật lòng. Người ta đi nước ngoài, người không có sự chờ đợi, không tin tưởng nhau. Tức là bạn ấy đi nước ngoài. Dạ. Em không chờ đợi được. Không phải là em chờ đợi không được, nếu mà yêu nhau thì em có thể kiên nhẫn chờ đợi thì vẫn được. Đó là vì cái tình yêu của mình. Nhưng mà cái kiểu là người ta không trưởng thành, không tôn trọng trong cái chuyện tình cảm đó. Kiểu người ta không cho một cái sự lý do gì để mình chờ đợi người ta. Không cho lý do chờ đợi. Cái kiểu là người ta xem tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Rồi, nên mình không có niềm tin về tình yêu đó. Dạ, cho nên em không có lý do gì em phải đặt niềm tin vào cái sự chờ đợi tình yêu đó. Rồi, mời nhà gái. Mình dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc đó em đang học cao đẳng. Quen cũng được 4-5 năm á. Nhưng mà kiểu là gia đình của bạn á, kiểu là kinh tế với lại bạn muốn thay đổi môi trường nên bạn đi xuất khẩu lao động. À vậy, rồi. Còn mối tình thứ hai là cách đây 2 năm thì bạn có khởi nghiệp. Nên khoảng thời gian khởi nghiệp kiểu như gặp khó khăn á chị, nên hai đứa hay cãi nhau á. Nên em quyết định chia tay. Rồi trung thực, bây giờ em muốn tìm một mẫu hình người yêu thế nào? Mẫu bạn gái nói chung biết yêu thương, chia sẻ và lắng nghe và biết tôn trọng quyết định của nhau. Quan điểm ông cha ta nói chung là cái nết luôn luôn nó đánh chết cái đẹp. Cá tính quá hay là xăm trổ hay gì đó, nói chung em có hơi gì gì một chút. Xăm trổ nó cũng nói lên vấn đề gì đâu. Có xăm không? Hả? Em có vết nhưng mà nhỏ lắm. Có vết nhưng mà nhỏ được không? Được. Trời, em gái nghe nhỏ đúng không? Dạ nhỏ ngay tay thôi ạ. Không sao, nhỏ nhỏ không sao đúng không? Dạ. Hả? Dạ. Khi nào xong nhỏ nhỏ trên đây thì mới có sao. Khi nào xong nhỏ nhỏ trên đây thì mới có sao. Bạn trai nói sao chứ? Giờ em nói về cái mong muốn có một người bạn trai như thế nào đi, rồi chị Lan qua, chị Lan ngó liền. Coi giờ em lớn hơn con 4-5 tuổi. Sao lớn hơn 4-5 tuổi? Tại vì con thấy hai tuổi đó hợp á. À, bên đây sinh năm nhiêu rồi? Nó sinh năm nhiêu? Dạ, 1993, mới 31 tuổi à. 31, đây nhiêu? Con 92. Là lớn hơn bạn đã 1 tuổi. Nhiều khi cái tuổi nó không nói lên vấn đề đâu bạn ạ. Đúng đó. Rồi 1m7. Chắc thiếu thiếu một chút. Chắc thiếu thiếu một chút. Thấp bé nhỏ con nhưng ngon đồ là được bạn. Đó. Thấy chưa? Dạ. Rồi yêu cầu gì nữa? Có công việc ổn định và nói chung là tâm lý chia sẻ với con một chút. Tóc thì gọn gàng. Gọn cỡ chú Quyền Linh á, được không? Có vậy được không? Dạ cũng được được. Đó, ngon là y chang. Y chang luôn á. Rồi nãy giờ đưa ra những cái vấn đề đó thì chú thấy hai đứa cũng hơi trùng khớp nhau nhiều đó. Dạ. Rồi dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, bạn nhà trai đi với hai. Dạ em có đi với anh trai và bạn. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em cũng không có đánh giá gì nhiều thì chỉ là mong hai em có thể mà cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Riêng anh hai thì không có cái gì để chê về cô dâu nữa. Dạ, bạn gái thì nói chung là bạn gái rất tuyệt vời. Cảm ơn nhà trai.
Đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào chị Ngọc Lan, dạ em chào chú Huyền Linh, dạ chào tất cả mọi người trường quay ạ. Thấy chú rể tương lai bệnh sao này góp ý cho bạn đi. Tới hôm nay thì con thấy bên đàn trai thì cũng được nhưng cái là hơi hiền. Bạn Huyền của con thì ít chia sẻ, bên chú rể thì lại hơi nhút nhát, hơi hiền. Thì không biết là chú rể nghĩ sao ạ? Rụt rè vậy thôi, chỉ nhìn vậy thôi, nhưng mà em có thể mạnh mẽ. Nếu mà em không mạnh mẽ làm sao em bươn chải trên thương trường thị trường bấy nhiêu năm nay ở đất Sài Gòn này hả chị? Đúng đó. Nhút nhát trong tình yêu thôi, nhưng với cuộc đời thì chưa chắc đâu. Bạn Huyền thì cần, thực sự là cần người chở che trong cuộc sống và cũng như là trong cái tình cảm. Thì hy vọng là anh cũng sẽ mạnh mẽ. Cảm ơn em. Mở rào. Hả? Mình gặp mặt nha. Dạ. Mạnh mẽ lên, người ta muốn mình mạnh mẽ mà trung thực ha. Chào anh. Mình có món quà nhưng mà nhìn thẳng bạn gái không nhìn tôi chỉ giống sao anh? Đó, nhìn bạn gái coi nói gì đó, nói lại coi, tặng cái gì nói lại coi. Dạ em tặng con gấu. À, dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Em thích đọc sách lắm nên em gửi em tặng anh cuốn sách, hy vọng là anh sẽ thích nó. Từ đây đó. Dạ dám thất bại ạ. Dạ mình cảm ơn, cái gì của bạn được trao tặng em luôn thích. Dám thất bại, một cái cuốn sách rất ý nghĩa đó nha. Dạ. Chúng ta phải đối diện với sự thất bại đó và cũng dám thất bại để đi đến thành công đó. Hai bạn về ghế ngồi đi. Anh thấy em như thế nào ạ? Mình thấy bạn lúc đầu nhìn xinh đẹp, cho nên mình cứ gặp người xinh là mình hay bị kiểu bị ngọng mèng á. Tuy mình không thể thốt được nhiều lời ngôn tình nhưng mình những lời mình nói là chân thật của mình. Hiện tại là mình có nhà trong này không anh, hay là mình... Nhà thì hiện tại đang ở quê, còn có anh thì lập nghiệp và vợ con ông này thì anh có nhà cửa ông này. Còn em thắc mắc là anh làm bên nghề đó thì mức lương nó như thế nào anh? Cơ bản là anh chỉ có 9 triệu thôi, nhưng mà còn phụ thuộc vào doanh thu nữa chứ em. Ăn thua nhau ở cái doanh số của mình nữa. Dạ. Em lớn hơn 1 tuổi đó, anh thấy có cái vấn đề nó có... Thì lúc nãy như mới đầu vào chương trình thì mình có chia sẻ rồi. Nói chung là mình quan niệm về cái tình yêu nó không phân biệt, đâu phải phân biệt qua cái tuổi tác đâu. Bởi vì có nhiều người ta ít tuổi nhưng mà cái tính tình trường người ta còn tốt, còn hiểu rộng hơn là những cái người lớn tuổi. Ý là em cũng không quan niệm tuổi tác, nhưng mà em sợ là cái người ngoài á. Người ngoài người ta tác động vô, người ta hay... Cái điều đó thì bạn không cần phải quan trọng. Cái đó xưa rồi. Bạn sống cho chính bạn và chính gia đình bạn, chứ không phải là sống cho người ngoài. Với hơn nữa, mình chỉ cần làm sao để cho người ta nhìn nhận vào mình, chỉ nhìn nhận vào mình không có hạnh phúc, mình không có gì trong tay, thì là đó là cái điều đó mình bị xấu hổ với xã hội hoặc là người thân của mình thôi. Chứ còn mình không quan điểm ba cái vấn đề đó hết. Đúng. Quan điểm của nhà trai rất là hay nha. Đúng. Và cái bạn này là một người cực kỳ bản lĩnh nè. Ừ. Có lẽ là cái môi trường làm việc tạo cho bạn một cái bản lĩnh như vậy. Chỉ có cái bạn hơi nhát trước bạn gái trước thôi. Nhát trước một cô gái đẹp bước thôi. Nắm tay bạn gái bạn nào, này là mạnh làm trụ cột gia đình rất là tốt nè. Nắm hai tay bạn gái mạnh dạn lên. Đó. Em ơi, anh nói cho em nghe, nếu em có cho anh một cơ hội để tìm hiểu về em thì nhất định anh sẽ khẳng định rằng anh không phải là anh như cái lần đầu em đánh giá đầu tiên, buổi đầu tiên gặp mặt đâu. Anh sẽ khẳng định anh là một người đàn ông biết quan tâm, lo lắng và biết chia sẻ và biết trách nhiệm trong của một người. Theo em như quan điểm về kinh tế, trong nếu mà mình có dẫn tới hôn nhân về kinh tế gia đình thì làm sao? Anh là trụ cột thì anh phải có cái dự định đó chứ, sao hỏi em? Thì em nói anh đang còn muốn tôn trọng em nên anh hỏi ý kiến em trước thôi, chứ còn em anh muốn thì... nghe cái quan điểm của anh nói trước á. Thì nói chung về cái chuyện tiền bạc trong cái chuyện kinh tế trong gia đình thì chính sách thì tất nhiên là phụ nữ luôn luôn là vẫn tốt nhất chỉ tiêu, còn ba cái công việc ví dụ trong tức là lương em có thể lấy hết đúng không? Thì hay là cái mình về mình nói nhỏ, bây giờ mình nói này nghe lộ hết. Không, cái này em muốn rõ ràng chứ lỡ cưới rồi anh không giữ lời làm sao được. Ví dụ như là lương anh cầm mà anh không chi tiêu gì cái vấn đề, hay anh không làm gì đến cái vấn đề công việc gì đó, thì em là người phụ nữ em có thể là cầm và có thể là anh nhờ em quản xuyến chi tiêu trong gia đình giúp anh, cũng giúp cho chúng ta nữa, vậy thôi, nên tốt thế thôi. Chứ còn nếu mà những cái đồng tiền anh không cần đến để chi tiêu những cái gì chính đáng thì cho nên anh cũng không cần. Chi tiêu không chính đáng là chi tiêu gì anh? Chị ý là anh có những cái gì mà anh cầm mà anh chi tiêu không chính đáng thì anh cũng không nên lương cầm. Đưa bao nhiêu phần trăm? Ý là em hỏi rồi để đưa hết luôn cho em hay sao? Đó, đúng rồi đó. Thì anh chia sẻ rồi.
anh kia là có những khoản là không, ví dụ anh nói là giờ em gì? Tất nhiên là anh nói như thế là anh mọi vấn đề là lương là giao cho người vợ giữ đó. Nói chung là lương đưa hết đúng không? Dạ. Đó. Tôi chờ có nhiêu đó thôi à. Nói chứ cũng cho lại ít để dằn túi ha. Dạ có. Nói chung là anh rất thích ăn đồ ngọt nhưng lại sợ béo, mà sự lựa chọn khéo léo chính là bờ môi em. Nói chung nhìn qua phong cách trò chuyện, nhìn bằng là cũng con người hiểu chuyện, nói chung em rất thích. Đó, mình phải nói gì cho bạn gái biết. Bây giờ là nãy giờ mình nói chuyện hết rồi ha. Dạ. Mình nắm tay, mình giao lưu về mặt cảm xúc rồi. Bây giờ dạ, mình về vị trí ngồi và dạ, quyết định bấm nút hay không bấm. Dạ. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời còn lại hay không? Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Quyền có thể nói một chút lý do để cho Trung Thực có thể hiểu hơn, để thay đổi hoặc là hướng tới những cái điều mà phụ nữ cần. Nói chung là bạn rất là hiền lành, nói chung cũng phù hợp, nhưng mà tại vì em á, là xác định là quen là sẽ tiến tới, với lại em muốn có kế hoạch cho tương lai á. Nhưng mà bạn thì chưa có ý định về tương lai, kế hoạch xa đó, em chưa chọn được. Với lại hôm nay kiểu hai bạn em với bạn gặp nhau cũng thời gian rất là ngắn, em chưa có rung động. Đó, thật ra đó là một kinh nghiệm khi mình nói chuyện với bạn gái, nếu mình thích á, dạ, mình phải quyết liệt hơn nữa, mình đưa ra một kế hoạch rất rõ ràng. Dạ. Đó cũng là một điều mình rút kinh nghiệm á, Trung Thực ha. Dạ. Chứ thật ra em là người rất là tốt, hiền lành luôn á. Dạ. Bây giờ xuống sân khấu mình lấy số mình cua lại từ đầu sao á, hẹn đi cà phê nói chuyện thật. Đúng đó. Rồi. Dạ. Biết đâu được ha. Dạ. Rồi. Nói không ạ? Thì nó phụ. À rồi, có trong đây chứ, em rồi. Rồi ok. Chào anh. Đó, anh nên cố định điện thoại đi rồi cho mình trao đổi nào. Rồi. Anh mới nói giới thiệu một số thông tin cơ bản về mấy người họ và tên ngày năm học sinh, công việc hiện tại là lớp học tại nhà học đầu năm. Họ và tên là Đào Văn Thọ. Đào Văn Thọ. Rồi. Bệnh rồi. Sinh năm 7 tháng 3 năm 91. Rồi. Anh ở đâu? Ở Quế Quán ở Nghệ An. Thì hiện tại chương trình chỉ nhận đơn đăng ký của những người đồng ý tham gia chương trình là mình có thể tham gia ghi hình được ở phim trường 17 Hồ Chí Minh. Em đó là mình cứ chỉ với em á, thì chỉ gửi em qua cái tin nhắn luôn nha. Kinh doanh cơ khí. Dạ. Thì chị còn nhắn một cái tin nhắn cho em. Quê quán ở Nghệ An và bây giờ như là số điện thoại của chị và địa chỉ nghề nghiệp của chị. Dạ đúng rồi, em kia đang lúc đang qua Nghệ An, còn gia đình chuyển ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông quý ạ. Tại vì hiện tại chương trình này có buổi phỏng vấn cho công tác là công tác vài tháng hay làm cho Nghệ An làm luôn đó. Mình chỉ có công tác vài tháng cho đây này bao ở Đắk Nông. Ở Đắk Nông. Dạ. Ok. Chị gửi tin nhắn có điện thoại này của chị nhắn tin rồi gửi qua số điện thoại. Điện mạnh của em là thể thao. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ. Anh sao không gọi là tên cũng như là số điện thoại địa chỉ và công việc của chị hiện tại nha. Alo alo. Không nghe được gì anh không? Là mình có gì để ở luôn đúng không? Hay là mình alo, đến đi du lịch rồi mà quay trở lại nữa. Mình đang bị mất tiếng á bạn Nam ơi, bạn Nam nghe rõ không? Anh nghe rõ không ấy? Rồi bây giờ được nghe rồi, được rồi, được rồi. Anh chơi bộ môn thể thao gì anh? Bóng chuyền, rồi bóng đá, bóng bàn. Quá dễ rồi. Anh có điểm yếu hay là tật xấu gì không? Điểm yếu của em là... Chị gửi hai địa chỉ giùm em luôn nha. Nhiều lúc hay quên. Nhiều lúc hay quên. Quên hay luôn. Dạ. Mình hơi bị lảng cái tái á, lảng tái một chút xíu. Dạ, chị có dự định ở luôn ở Sài Gòn không chị?
Nếu có thì mình cứ ghi cho hai cho em nha. Từ khi phỏng vấn thì mình trao đổi kỹ hơn nha chị. Trước anh họ trải qua mấy mối tình rồi? Ngay trước em 20 tình ấy nhỉ. Dạ, hiện tại phim trường ở quận 7 kể ra chia sẻ đi em. Chị cứ ghi cái thông tin em ghi trước chị em nha. Khi nào mà mình phỏng vấn thành công mình mới ghi tên chị. Còn nếu không thì sẽ phỏng vấn cho chị, hỏi chị thông tin cụ thể sau nha. Em quen người đó là người đó tuổi hơn cháu hơn một năm thì không hợp cháu nên chia tay. Dạ, không mất chi phí gì hết ạ. Không hợp tính lại, không hợp bản nhận nào. Dạ, nhất là không hợp từ trong cách cuộc sống chưa. Dạ, thì chị người đầu tư hơn em là 8 tuổi á. Người đăng ký lớn tuổi đó chị. Rồi. Dạ, vâng ạ. Công việc, tính cách, vì lý, cuộc sống có tiếng nói chung. Dạ, tùy em chia tay. Còn cái mối tình tiếp theo ạ? Còn tiếp theo là em quen cô gái đó lấy người bên Trảo ấy nhỉ? Người bên Trảo đó, người bên Trảo đó là tụi em cuộc sống với cái lối sống nó hai bên nó khác biệt nhau quá. Bên Trảo là đạo bên Trảo phụ. Bên Trảo phụ qua là 926 ngàn ạ. Rồi ok. Dạ. Thế là cái mối tình này là duy trì trong khoảng bao nhiêu lâu? Ôi già quá. Thứ hai cũng được alo. Không. Đúng là khi nói chuyện thì có khá hả? Dạ. Hiểu gì? Dạ ok. Thế vậy thì bây giờ đến với chương trình nhá. Thì anh tìm hiểu, anh muốn tìm kiếm những mẫu người bạn như thế nào? Dạ. Nhất là em thì đó, trời ơi, anh Dịch mà thiếu 5 ngàn. Cũng là một người tất cả có nó khi bị lên đá một chút xíu cái lời là nhanh nhẹn được đọc công việc 20 kìa tại vì em 26, 926 kiểu là kinh doanh á. Ok. Dạ. Mọi người đó ở Đắk Nông thì càng tốt. Đắk Nông hoặc Đắk Lắk hoặc là Bình Phước. Rồi. Dạ em nhận đủ rồi nha. Bây giờ người đó ở Nghệ An luôn hả? Không em thì đấy là làm đấy mà em về đi mua đồ đi. Làm xong công việc từ đấy thì em phải chuyển vào. Ủa hay tới công ty không? Em tới đó luôn. Đất Đông hả? Công ty là một cái một người bất tài thuộc về ở Đất Đông hoặc là những tỉnh lân cận đó Đắk Lắk hoặc là Bình Phước gì đấy. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình sẽ hẹn hò nhau ở Nghệ An này. Thì cô gái đấy ở Nghệ An. Thế xong sau này mình tiếp tục hay như thế nào, có một cái sự thay đổi ấy. Mình tiến có cái tiến trình, có cái quá trình rồi ấy, thì mình sẽ cùng nhau tính toán lại ấy. Đó. Rồi. Thế em vâng, thế còn về ngoại hình của bạn nữ này, xong rồi về công việc của bạn nữ thì anh có những cái gì mà anh muốn yêu cầu về bạn nữ, mong người bạn nữ của anh thì anh cứ chia sẻ. À, thì em thích một người phần đo tầm độ cao trên 1m58 trở lên. Rồi. Còn công việc thì nếu có công việc ổn định thì nó tốt hơn, mà tính cách thì nhanh nhẹn á, em thích nhanh nhẹn hoạt bát trong cái lối sống là được. Còn công việc thì mình không thuộc một bắt buộc vào công việc của họ nhưng mà chương trình là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà anh được chọn ấy, thì anh có sẵn sàng bay vào đây để tham gia cùng với chương trình không? Dạ được anh. Sẽ cùng mình. Ok. Rồi. Ủa mày nói tôi. Ok. Còn anh có tài lẻ gì không nhỏ? Dạ. Hiểu ca hát, ca hát này kia, sân bóng, thể thao vài điệu. Dạ. Thì em cái nữ đó. Kiểu cá hát thì cũng biết sơ sơ nhỉ. Ừ, sơ sơ. Như là mẹ hồi hòa. Rồi ok, hát thì hát sơ sơ, hát một đoạn được đúng không? Vô tư. Chơi tầng bóng đi. Cho nó máu. Dạ. Không. Rồi ok, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì chương trình cũng phỏng vấn anh một số những cái thông tin cơ bản trước. Với lại khi nào mà tìm được cái mẫu người phù hợp với anh nhé, thì biên tập sẽ có một người liên hệ làm nội dung ký với anh nhé.
Xong rồi sẽ hẹn lịch để mà anh May vào đây cùng tham gia cái chương trình nhé. Anh. Dạ vâng. Anh nhất. Đây đây dạ. À, sao? Anh phụ đẳng chắc như tôi tính phụ đẳng chắc chịp cho em từ bên tàu nhá. Về một người làm gì? Dạ. Em trong đúng không? Ở Đắk Lắk đúng không? Dạ, người ở Đắk Nông hay là Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng gì đó. Cho nó gần cùi. Dạ ok ạ. Rồi nhớ. Người chưa có được không, không, không. Kinh tròn đi. Trong cái thời gian thường lộn ngoài hết. Rồi sau cái buổi cast này thì là dạ, sẽ có tin là em có được chọn hay không nha. Cho nên là buổi cast ngày hôm nay mình xong rồi đó em. Cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết kết quả nha. Ờ dạ. Rồi ok, chào em phát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị. Thế ai vậy? Đào Văn Thọ rồi nè, thấy ai? Gì? Đào Văn Thọ rồi. Trần Đức Phước rồi không hả? Trần Đức Phước. Ông mới nãy mà. Trần Đức Phước rồi đúng không? Ừ, chắc vậy á. Nè, đuổi bạn ơi, mình tập trung đi. Vũ 2 tiếng. Đại Văn Thọ là ông này đúng không? Ông để Đào Văn Thọ, ừ đúng rồi. Ui, tập trung nha, tôi muốn tập. Tên gì? Tên gì tiếp? Vũ Hải Tiến. Vũ Hải Tiến rồi Trịnh Duy Tuyên. Dạ lô, em chào anh Tiến nha. Dạ, thì bữa nay sẽ có biên tập phỏng vấn mình, biên tập bữa nay sẽ có biên tập là chị Tuyết Nhung, chị Hải Ngân, anh Hoàng Hiệp và chị Thanh Trúc phỏng vấn mình nha. Dạ mời mấy anh chị ạ. À. Rồi, chào anh Tiến. Dạ em tên là Đỗ Thanh Thông. Em đang ở Bình Phước. Hiện tại em đi dạy tiếng Anh ấy. Quê quê gốc thì ở với Bình Tre lên từ năm 6. Thế là mấy người công việc ổn định rồi đó. Ghé sáng, Anh thông sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 90 Dạ vâng. Anh có sở trường, sở đoạn gì anh cứ giới thiệu về bản thân mình để cho em nhỏ hơn về anh cái. Thì có công việc chính là dạy, nói chung là tài lẻ thì không có không khó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm thì làm cái gì thì kiên nhẫn á, kiên nhẫn chịu khó làm, rồi chịu khó nghiên cứu tìm tòi mấy cái vấn đề mình quan tâm á. Còn còn khuyết điểm thì ví dụ như là mấy cái việc nhà thì không có được siêng làm lắm à. Đó là một trong những cái khuyết điểm. Với lại cái gì đó anh nói. Với lại ví dụ như là cái gấp việc gì đó thì nói nó bị vấp lắp á, nó chỉ nó lắp á. Dạ. Anh em ở Bình Phước rồi anh ở với gia đình mình rồi. À đúng rồi, anh hỏi với gia đình. Dạ. Tình trường của mình như thế nào rồi? Thì hồi trước giờ là có hai mối tình á. Cách đây khoảng 8 năm. Thì có quen cô quen khoảng gần năm thì chia tay. À, gần đây nhất thì năm 2019 á. Còn cũng không có đến được. Anh cảm thấy sau hai mối tình nhé mà mình đã chia tay ấy, thì thường là lỗi từ do mình hay là do đối phương? Cái này chắc là có lẽ là không có duyên đó. Thì cái mối gần nhất thì họ kiểu như họ bên đạo thì không có đến được ấy.
Thì nói chung là cái này nó nghĩ là không do không có chuyện thôi. Không chuyện hay. Thì lúc đó chắc là còn nôn nớt quá. Còn nôn nớt quá rồi hai bên chưa có hiểu nhau quá, không có đi đến được. Còn sau này thì dạ. Nhưng mà sau những cái thời gian mà mình là cô đơn á, mình không mình sau những cái mối tình đó thì có tìm hiểu không? Tại môi trường làm việc của anh cũng có nhiều bạn nữ á, có tìm hiểu một số bạn không? À, chia tay tại vì cái môi trường làm việc thì có nữ đó, nhưng mà họ có người yêu rồi, có gia đình rồi, anh với lại là cái giờ giấc của anh làm nó không có giống như kiểu là sáng rồi chiều làm hành chính, kiểu làm chủ yếu là cuối tuần với lại buổi tối, cho nên là cái thời gian hẹn hò nó không có được cho người ta đó, cho nên là cũng ít tìm được đối tượng. Nhìn gì đúng không? Mà không gì. Thường trong mối quan hệ ấy thì anh có thể là mình chủ động không ạ? Nói chung là cái chuyện không có kiểu như giống như là cái mấy cái bạn trai khác là kiểu như chủ động tới tán tỉnh này kia rồi, nó hoa quá dài ha. Tại vì tính cũng không có được cái gì ấy lắm. Tự nhiên thôi, là quen từ từ quen rồi chứ không có kiểu ấy. Vâng, thế bây giờ anh mong muốn là chương trình các tiền cho mình một phim về phụ nữ như thế nào? Cô nào xinh xắn rồi dễ thương, không biết nói tuổi tác hả? Tuổi tác đúng rồi, tại vì em không có theo đạo, tại vì cái bữa cô ấy là theo đạo Thiên Chúa mà dân sụp đạo quá, không có chấp nhận cái người bên không đạo á, cho nên là không có được. Dạ. Thì bây giờ nếu mà mình để lên đó mình tính được không? Lên mình thương lượng, ví dụ bây giờ trước mắt đạo anh ấy giữ đi, rồi lên đó mình hai bạn tìm hiểu nhau trước rồi mình sẽ nói chuyện sau. Dạ, cái đó cũng được chị. Không, em không có vấn đề gì hết, ví dụ như là cái tự do tín ngưỡng là cái hai muốn theo đạo gì theo, thì do nhưng mà có một số bạn thì kiểu như là phải mấy bạn đó là chương trình họ hỏi trước là có cần người theo đạo đó hay không, thì em thì không có quan tâm lắm, thì miễn sao là đạo trường đúng cái đối tượng mình thích là hết là được thôi, chứ cái đạo thì em không có ấy. Đâu? Rồi, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ. Lúc nãy em tính nói cái gì đó để quên mất tiêu. Tuổi tác của cô gái này, địa chỉ là địa chỉ như thế nào? Tuổi tác? Em mong muốn tìm người nhỏ nhỏ em ít nhất tầm 2 tuổi anh. Nhỏ nhỏ hơn, tại vì nếu 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 bằng tuổi quá em thấy cũng họ lớn hơn em thấy nó hơi ngán ngán, nhỏ nhỏ tuổi hơn. Phải ở Bình Phước hay là ở Sài Gòn hay mấy tỉnh lân cận có được không? Dạ được anh, mấy đó em mới đi xa em đi cũng được, không có gì hết. Dạ rồi. Dạ rồi, thì ok, cảm ơn Công. Thì ngày hôm nay là chuyện họ có những cái thông tin cơ bản phỏng vấn anh trước, nếu mà anh chọn á thì sẽ làm được nội dung kỹ hơn với anh nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, phần phỏng vấn của mình xong rồi anh bấm nút rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, chào chương trình ạ. Dạ, em chào anh ạ. Tới ai?